Dạ, em kính chào quý cô, chú, anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại Thanh đang di chuyển ở đây là ngay ngã tư thuộc của nhà thờ giáo xứ Châu Ninh, thuộc của thôn Tư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Quay và giới thiệu cho quý cô, chú, anh chị cùng xem và tham khảo với em một mảnh đất sổ sẵn, pháp lý an toàn và được hơn 40 mét mặt tiền đường mà chủ nhà mong muốn bán hết là giá 130 triệu. Rất mong quý cô chú anh chị sẽ theo dõi và tham khảo để mình sở hữu được một lô đất giá rẻ vào thời điểm giá đất chạm đáy, để mình sở hữu được những lô đất mua làm của đầu tư hoặc là để có thể là cho con cái về sau này một cách an toàn và giá cả đẹp nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì trong thời gian Thanh quay, Thanh di chuyển cả nhà cùng quan sát ở đây là đường đi lối lại khu dân cư cũng như cáp điện wifi là đầy đủ. Và đất của thôn Tư, xã Thiện Hưng của mình sẽ là 2025 lên thị trấn với 1.001 m2 cả nhà, mà mình mua hết chỉ 130 triệu thôi. Thì quý cô chú anh chị sẽ theo dõi và thấy phù hợp thì liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393717 hoặc 0362176779 để Thanh gửi hình ảnh, sổ sách cũng như vị trí cho cả nhà cùng tham khảo với em. Nếu như nguồn đất Thanh đang quay chưa phù hợp thì cũng rất mong cả nhà theo dõi hết clip để Thanh được sự ủng hộ từ một nốt like, một lượt xem và được động lực khích lệ từ quý cô chú anh chị của mình. Thanh sẽ hoàn thiện và tìm những nguồn đất rẻ, đẹp, pháp lý an toàn gửi cho quý cô chú anh chị của mình. Ngoài ra cả nhà có thể cùng tham khảo trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước. Trong kênh Thanh quay rất nhiều nha cả nhà. Rất mong cả nhà sẽ quan tâm và tin tưởng liên hệ với kênh của em. Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển trực tiếp vào trong lô đất rồi nè. Mời cả nhà cùng xem chi tiết hơn với em nha. Và lô đất Thanh đang quay ở đây cách ngay trung tâm trường chợ trạm chỉ dao động vào bán kính là 2,9 km thôi. Đó thì cả nhà cùng chịu khó quan sát để mình sở hữu được một lô đất gần khu dân cư trường chợ trạm với em nha. Dạ thì hiện tại là Thanh đã di chuyển ngay tới vị trí của lô đất rồi này quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình hôm nay Thanh quay sẽ thuộc là hướng đông nam nha cả nhà. Và từ cái đường bê tông đây của mình là đường bê tông rộng 3 m do nhà nước làm. Và mình chạy vào nữa thì sẽ còn những hộ gia đình. Và đường bê tông của mình ở đây là đường bê tông không thông nha cả nhà. Đi vào khoảng 2-3 hộ gia đình nữa là hết đường ạ. Và từ cái chỗ vị trí của tay Thanh chỉ đây, mình chạy thẳng xuống cái cạnh bên đây của mình, giáp với vườn tràm ở dưới cạnh đó của mình sẽ được là 35 m. Mặt tiền đây của mình sẽ được tổng là 43 m nha quý cô chú anh chị mình. Đó, thì lô đất hôm nay Thanh quay là nằm tại thôn Tư của xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Với tổng diện tích ở đây, chủ nhà mình sẽ còn hai sổ. Sổ của Thanh đang đứng ở đây là 1.100 m2. Còn mình di chuyển tiếp một lô nữa cũng sẽ là 1.082 m2. Và chủ nhà mong muốn bán hết một lô là 130 triệu bao sổ sách pháp lý rõ ràng cho quý cô chú anh chị của mình. Còn từ cái vị trí của Thanh đứng đứng ở đây, mình mà di chuyển ra ngay mặt tiền lộ nhựa chỉ dao động là 100 m. Ở đây của mình thì đã có cáp điện wifi cũng như là khu dân cư là hiện hữu. Thì với một lô đất sổ sẵn giá rẻ, đường của mình ở đây là xe ô tô di chuyển thoải mái hết, mà chủ nhà mong muốn bán với cái giá chỉ 130 triệu thì Thanh thấy phù hợp thì sẽ quay và giới thiệu cho cả nhà cùng tham khảo với em luôn. Lô đất Thanh đang quay ở đây sẽ được là hơn 1.100 m2, hay còn gọi là 1 công 1 hoặc là 1 xào 1 nha quý cô chú anh chị. Đó, đất của mình ở đây thì là chủ nhà là đang để đất trống. Đó, đó từ đây này, từ vị trí đây của Thanh nhìn thẳng ra là ngay mặt tiền lộ nhựa của mình rồi. Là ngay cái đoạn mà Thanh vừa cua vào ngay cái đầu video cho quý cô chú anh chị của mình tham khảo. Thì từ cái vị trí lúc nãy đó của mình ra tới ngay cái chỗ của Thanh quay ở đây, mặt tiền của cái lô hơn 1.001 đây của mình sẽ được là 38 m nha cả nhà. 38 m, và cái cạnh ngắn nhất bên đây của mình thì cũng được là 24 m. Đó,
Thì với một lô đất xào giá rẻ, chủ nhà đang cần tiền bán và gửi tụi em quay bán. Thành thấy phù hợp sẽ gọi điện cũng như là quay cho cả nhà cùng tham khảo. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh gửi toàn bộ thông tin sổ sách cho cả nhà cùng tham khảo với em. Lô đất Thanh đang quay ở đây, nếu quý cô chú anh chị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ dao động là 162 km. Từ Bình Dương lên thì sẽ là 107 km và gần hơn là Đồng Xoài 75 km nha cả nhà. Cả nhà cùng để ý với Thanh nè, đây là cái lô đầu tiên. Thanh quay là từ đó chạy toàn bộ cái mặt tiền đây của mình là được 38m, tổng diện tích là hơn 1.001m². Chủ nhà bán là 130 triệu nha cả nhà, 130 triệu hết toàn bộ cái lô đất này luôn. Đó là một sổ cũng là của một chủ luôn. Bây giờ Thanh sẽ tiếp tục đi xuống dưới đây, sẽ có một cái lô cũng nằm trên mặt tiền này luôn, cũng của chủ luôn, và chủ cũng gửi bán với cái giá là 130 triệu. Thì Thanh sẽ quay cho cả nhà cùng tham khảo hai lô để mình sẽ chọn lựa lô nào, quý khách hàng mình muốn lấy lô nào thì lấy ha. Dạ thì trong thời gian theo dõi, em rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của cả nhà. Quý cô chú anh chị có thể ủng hộ cho Thanh bằng một nốt like, một nốt đăng ký và liên hệ trực tiếp với Thanh qua những hình thức như là Messenger, Zalo, Viber và gọi điện thoại trực tiếp cho em ha quý cô chú anh chị mình. Đó là bây giờ Thanh đang đi tiếp tục tới cái lô thứ hai này quý cô chú anh chị. Cái lô thứ hai đây của mình thì tổng thì sẽ được là 43m mặt tiền. Mặt tiền của mình sẽ được nhiều hơn cái lô đầu tiên lúc Thanh quay. Lô bên kia của mình là được hơn 1.100m² thì được 37m. Còn cái lô Thanh đang quay ở đây thì cái mặt tiền đây của mình giáp cái view suối luôn nha, sẽ được là 43m. Và tổng diện tích của cái lô Thanh đang quay ở đây thì sẽ được 1.082m². Và chủ nhà cũng bán với cái giá là 130 triệu gặp trực tiếp chủ nhà. Dạ hình ảnh video Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chủ cũng như có địa chính vào đo đạc, cắm mốc, cắm danh, kiểm tra và xem sổ sách đầy đủ cho quý cô chú anh chị mình. Lô đất Thanh đang quay ở đây đó, cả nhà để ý với Thanh, hình thức sử dụng là đất trồng lúa nước hay còn gọi là đất nông nghiệp nha cả nhà. Thì khi mà quý cô chú anh chị muốn sử dụng đất trồng lúa thì xin liên hệ với Thanh. Thanh sẽ cung cấp những thông tin để cả nhà mình mang giấy tờ mua bán hoặc là trên em sẽ hỗ trợ để mình có thể sở hữu được một lô đất trồng lúa nha quý cô chú anh chị mình. Đây thì hiện tại là Thanh đã di chuyển tới cái cạnh thứ hai. Cạnh thứ hai đây của mình là tổng hết 43m mặt tiền đây của mình, cũng là hướng đông nam luôn nha cả nhà. Từ đây của mình chạy thẳng xuống, cạnh đó của mình sẽ được là 35m. Tổng diện tích cái lô Thanh đang quay ở đây sẽ được là 1.082,2m², cũng là sổ sẵn, bìa hồng cầm tay. Còn dưới đuôi đất của mình thì đều giáp với cái vườn tràm của nhà hàng xóm kế bên. Đất của mình ở đây là đi tới hết đường nha cả nhà, và giáp với nhà hàng xóm kế bên nè. Đó, và nãy giờ thì em cũng quay từ ngoài đường cũng như là toàn bộ đầu đuôi hết hai lô đất chủ nhà đang cần tiền gửi tụi em quay bán. Thì với thời điểm hiện tại 130 triệu mình sẽ sở hữu được một lô đất sổ sẵn, pháp lý an toàn, có địa chính vào đo đạc cho mình nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì đến đây em cũng xin phép tạm dừng video. Cảm ơn sự theo dõi và quan tâm của quý cô chú anh chị. Nếu như nguồn đất Thanh đang quay ở đây chưa phù hợp, Thanh rất mong cả nhà sẽ chịu khó bấm vào trong kênh của Thanh là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo thêm nha. Dạ, hẹn gặp quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của em.